Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vụ việc đã gây nên làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận. Bên cạnh những bức xúc về hành vi tàn độc của những người đã được xác định là trực tiếp có vai trò trong vụ việc, cộng đồng mạng đã lan sự phẫn nộ này sang cả những người thân trong gia đình, những nhân vật liên quan. Mới đây, một công ty bảo hiểm đã bất ngờ trở thành mục tiêu hứng chịu những công kích từ cộng đồng mạng vì đây là nơi làm việc của chị gái ruột Nguyễn Kim Trung Thái, bố nạn nhân trong vụ án. Không chỉ bức xúc trước hành vi nhẫn tâm với cháu VA của dì ghẻ và thái độ thờ ơ tiếp tay cho tội ác của Nguyễn Kim Trung Thái, mà nơi công tác của người thân các đối tượng cũng bất ngờ bị dân mạng ném đá. Nhiều dân mạng cũng liên tục vào trang cá nhân của người thân hai đối tượng này để chút giận và bày tỏ sự bức xúc. Thậm chí mới đây, một công ty bảo hiểm nhân thọ cũng vô tình trở thành nạn nhân của một số cư dân mạng quá khích bởi theo một số thông tin bên lề. NKMT, chị gái ruột của Nguyễn Kim Trung Thái, hiện đang là nhân viên của công ty bảo hiểm này. Trên trang fanpage của công ty bảo hiểm này nhận về nhiều bình luận tiêu cực khiến admin đã phải tắt tính năng bình luận và nhắn tin. Chưa dừng lại ở đó, một số người đã vào phần nhận xét trên Google và để lại đánh giá một sao kèm theo bình luận bức xúc đề nghị đuổi việc chị gái Nguyễn Kim Trung Thái. Trong số đó, một tài khoản đã đánh giá một sao kèm theo một bài viết khá dài công ty bảo hiểm nhân thọ là nơi để mọi người mọi nhà tin tưởng giao chọn niềm tin để bảo vệ gia đình và những đứa con yêu thương tuy vậy công ty lại dung túng một nữ phó tổng giám đốc nhân sự nkmt là một thành viên thuộc gia đình nguyễn kim trung thái có liên quan trực tiếp đến vụ việc vô tâm và nhẫn tâm tiếp tay kẻ khác hành hạ con gái cháu gái ruột dẫn đến hậu quả đau lòng giả sử gia đình có tình yêu thương quan tâm đến cháu như video call mỗi ngày, hỏi han sức khỏe cháu, tâm tư tình cảm cháu, hoặc nói con trai ngỗ ngược thì cũng phải lên tiếng binh vực quan tâm bù đắp những mất mát cho đứa cháu ruột và là cháu gái duy nhất của gia đình. Nếu gia đình làm vậy thì có dẫn đến hậu quả như ngày nay hay không? Kính xin ban giám đốc công ty xem xét cho thôi việc bà MT, nếu không tôi và hàng trăm triệu dân Việt Nam sẽ không bao giờ tin tưởng và giao dịch với quý công ty là lời kèm theo sau khi đã đánh giá một sao đối với công ty này. Thậm chí, thời điểm hiện tại, nhiều người còn kêu gọi tẩy chay công ty bảo hiểm nhân thọ và kêu gọi mọi người vào các bài viết trên fanpage thả phẫn nộ để bày tỏ thái độ. Mặc dù bức xúc với tội ác của dì ghẻ và bố ruột VA, nhưng nhiều người cho rằng hành động tấn công những người không liên quan như vậy là không nên. Bởi ai làm điều ác, gây tổn thương cho bé VA thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tòa án lương tâm bị dân mạng chửi rủa là cùng một ruột tiểu tam, cô gái bức xúc, đăng đàn đính chính không họ hàng với gì ghẻ. Trước đó, đã có một số người đã vô tình bị chỉ trích, xúc phạm nặng nề từ dân mạng quá khích vì bị hiểu nhầm là bạn bè, họ hàng của Võ Nguyễn Quỳnh Trang. Không thể phủ nhận rằng vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội và kéo theo đó thì trang cá nhân của những người trong cuộc và cả những người không liên quan cũng được săn lùng nhanh chóng dù võ nguyễn quỳnh trang đã bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ về vụ việc thế nhưng những ngày vừa qua dân mạng vẫn liên tục vào trang facebook của dì ghẻ để bày tỏ bức xúc phẫn nộ bên cạnh đó không ít tài khoản có chung bạn bè hoặc nằm trong list friend facebook của võ nguyễn quỳnh trang cũng vô duyên vô cớ bị vạ lây nhận về nhiều lời chửi bới thóa mạ thậm tệ từ những cư dân mạng quá khích cụ thể một tài khoản tên nbc đã phải đăng bài đính chính, khẳng định bản thân không có quan hệ họ hàng với người gì ghẻ mất nhân tính này. Chào mọi người, mình là chủ tài khoản NBC, tài khoản chính của mình hiện không đăng bài được. Giờ đây mình đính chính là mình không liên quan gì tới gì ghẻ Trang Nguyễn Nha mọi người. Trước khi mọi người trên mạng xã hội nên tìm hiểu cho thật kỹ, mình cũng rất tức giận với sự việc trên. Tôi không dính dáng tới vụ việc cháu gái xấu số. Hãy là người sáng suốt trong sự việc này. Cảm ơn cộng đồng mạng. Và xin đính chính một lần nữa là tôi không có họ hàng, chị em gì với gì ghẻ kia nha mọi người. Đừng để những thông tin không đúng sự thật dắt bạn đi quá xa. Số vậy, không ít dân mạng còn cho rằng đây chỉ là lời ngụy biện, chối bỏ quan hệ của cô gái này để tránh liên lụy. Và không ít người tiếp tục buôn lời khiếm nhã, xúc phạm ngay bên dưới bài đính chính này, khiến khổ chủ bất lực, không biết phải giải thích làm sao. Chia sẻ thêm, NBC khẳng định bản thân không hề liên quan đến Võ Nguyễn Quỳnh Trang, cũng như càng không hề biết sự việc cho đến khi báo chí đưa tin. Mình cũng không biết nhân vật Quỳnh Trang là ai cả. Theo thông tin trên mạng thì mình biết là người này có ở địa phương mình sinh sống. Thế nhưng sau khi dân mạng truy ra Facebook ảo mạo danh em gái mình và một tài khoản ảo là bạn mình quen biết thì liên tục vào tấn công, công kích, từ đó qua luôn cả tài khoản thật của mấy chị em mình. Thậm chí một số dân mạng còn tìm tất cả những người chơi chung có tác tên còn liên tục chụp màn hình chia sẻ link Facebook của mình và em gái và khẳng định là họ hàng của dì kẻ Quỳnh Trang, khiến dân mạng ùa vào thóa mạ, chửi rủa rất nhiều. Theo cô gái này, bỗng dưng bị dân mạng ùa vào tấn công, cô rất bàng hoàng và không hiểu chuyện gì. Mãi sau đó mới biết là bị hiểu lầm và đã nhắn tin với người tung tin sai sự thật và lên bài đính chính nhưng vẫn không được buông tha và cho rằng cô chỉ đang cố trốn tránh. Dù đã giải thích rất nhiều nhưng nhiều tài khoản vẫn buông lời xúc phạm gọi mình là tiểu tam giật chồng cùng một nhóm với tiểu tam, làm mình suy sụp tinh thần rất nhiều. Một số Facebook ảo lại tiếp tục tung những thông tin không chính xác về mình, gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. NBC nói, Dê cũng một lần nữa khẳng định bản thân ngoài cùng quê Gia Lai thì không hề có họ hàng gì với dì ghẻ Võ Nguyễn Quỳnh Trang và cũng rất bức xúc cho hành động của dì ghẻ này. Bản thân mình cũng rất phẫn nộ trước sự việc, tuy nhiên mình cũng mong cộng đồng mạng sáng suốt trong sự việc này bởi vì những thông tin không chính xác làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình và mình cũng rất mong pháp luật sẽ có sự trừng trị thích đáng những đối tượng này. Thưa quý vị, những đối tượng được xác định có liên quan trực tiếp đến vụ án đã được bắt giữ và vụ án đang trong quá trình điều tra làm rõ. Đây là vụ án điểm với tính chất vô cùng nghiêm trọng và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận trong nước và quốc tế. Mặc dù mỗi chúng ta đều vô cùng đau xót trước sự ra đi của VA Tuy nhiên, trước khi có những thông tin chính thức từ cơ quan điều tra, hy vọng những người theo dõi vụ án có cái nhìn khách quan hơn, tránh ảnh hưởng đến những cá nhân tập thể không liên quan đến vụ án. Pháp luật sẽ có biện pháp xử lý đúng người, đúng tội, và kẻ thù ác sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với bản án thích đáng, đi kèm với những giải rứt trước tòa án lương tâm vì những hành động mình gây ra. Những thông tin cập nhật về vụ án trên sẽ được cập nhật liên tục. Quý vị đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh. Nếu đây là vấn đề quý vị đang quan tâm, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.